Phụ nữ thì hay gặp trên cái đối tượng mà phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con bú, thì những cái đối tượng đấy là sức đề kháng có vấn đề, tức là sức đề kháng không tốt đấy. Và trẻ em đặc biệt là những cái trẻ em mà suy dinh dưỡng, hoặc cả trẻ em có vấn đề, cũng trẻ em phải có vấn đề về miễn dịch, thì những ca đấy thường là gặp một cái tỷ lệ mà bệnh nhân cúm nặng, nguy kịch, và là tổn thương bệnh nhân, có nhiều bệnh nhân vẫn tử vong trong bệnh cảnh của cái tổn thương phổi nặng nề như các chị nhìn trên những cái phim như thế này, tức là cái phổi nó trắng xóa hết đấy. Nó tiến triển rất là nhanh mà nó trắng xóa hết, và nó giống hệt như là cái cúm gia cầm đấy. Triệu chứng lâm sàng thì không có gì khác biệt, không phân biệt được.